Con xin kính chào cộng đoàn ngày mai 8 tháng 12 lễ trọng kính Đức Maria với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta biết rằng Đức Mẹ có bốn đặc ân. Đó, thứ nhất là Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thứ hai là Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Thứ ba là Đức Maria trọn đời đồng trinh và cái thứ tư là Đức Maria vô hồn xác lên trời ngày mai chúng ta mừng mầu nhiệm Đức Mẹ với đặc ân vô nhiễm nguyên tội vì mẹ là mẹ của ngôi hai Thiên Chúa nên là Thiên Chúa cũng đã gìn giữ mẹ khỏi mắc tội tổ tông truyền con xin được đọc một câu chuyện của mẹ Teresa Canquita cũng trong tâm tình yêu mến mẹ Maria À, xin mẹ cũng thắp lên trong lòng chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến những việc lành phúc đức. <laughs> mẹ Teresa thành Canxi ta đã thuật lại một câu chuyện sau nhân dịp một đài truyền hình phỏng vấn mẹ. Mẹ nói một lần khi còn ở úc, tôi có đến thăm một người thuộc thổ dân aborigine. Ông cụ sống trong cảnh cô độc thật đáng thương Ông sống trong một túp lều siêu vẹo Với tuổi đã già nua của mình Khởi đầu câu chuyện cho lần gặp đầu tiên tôi đề nghị Để tôi dọn dẹp nhà và sửa soạn giường ngủ cho ông nhé Ông ta trả lời hững hờ Tôi đã quen sống như vậy rồi Nhưng ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp Sau cùng ông ta bằng lòng để tôi dọn dẹp lại nhà cửa cho ông. Trong khi quét dọn tôi thấy có một cái đèn cũ đẹp nhưng phủ đầy bụi bặm và bổ hóng. Tôi hỏi ông có bao giờ ông thắp đèn này chưa? Ông ta trả lời cộc lốc: Thắp đèn để làm gì cho ai? Có ai bước chân vào nhà này bao giờ đâu. Tôi sống ở đây đã từ lâu không hề trông thấy mặt người nào cả. Tôi hỏi ông nếu như có người tình nguyện đến thăm ông thường xuyên ông có vui lòng thắp đèn lên không dĩ nhiên từ ngày đó các nữ tu quyết định mỗi chiều sẽ ghé qua nhà ông ông ta bắt đầu thắp đèn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn ông còn sống thêm hai năm nữa trước khi qua đời ông nhờ các nữ tu ghé thăm nhắn tin giúp ông xin nhắn với mẹ Teresa bà tôi rằng ngọn đèn mà mẹ thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng đó chỉ là một việc nhỏ mòn nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi một tia sáng đã thắp lên và vẫn còn tiếp tục chiếu sáng mãi. Vâng, đúng là một cuộc viếng thăm thật tuyệt vời. À, chúng ta thấy là mẹ Teresa ta viếng thăm cái ông cụ già cô đơn rồi tình nguyện là dọn dẹp nhà cho ông ta, đề nghị ông ta thắp đèn để rồi có các nữ tu đến thăm mỗi ngày và trước khi chết thì ông ta đã nói rằng là ngọn đèn mà mẹ Teresa thắp lên trong lòng tôi tuy là nhỏ bé nhưng mà trong nỗi cô đơn thì đấy là một cái niềm vui niềm hy vọng <laughs> ngày mai lấy đức mẹ vô nhiễm nguyên tội chúng ta cũng nài xin mẹ Maria à, chắc chắn là mẹ còn tuyệt vời hơn cả mẹ Teresa canquita xin mẹ cũng đến thăm viếng tâm hồn chúng ta nhất là tâm hồn chúng ta đầy tội lỗi như là một cái căn phòng rất là bụi bặm à, xin mẹ cũng thắp lên trong lòng chúng ta một ngọn lửa của niềm vui của niềm hy vọng để rồi chúng ta có động lực để dọn dẹp căn nhà tiếp đón chúa tiếp đón tha nhân ngọn đèn cũ không được thắp sẽ trở nên vô dụng và quên lãng nơi một gió tình nào đấy nhưng khi được chăm nhưng khi được châm vào một chút dầu tình yêu và sự bao dung thì nó đem đến sự sáng và sưởi ấm lòng người giờ đây con người dù phải sống cô độc nhưng không còn cô đơn nữa sống một mình nhưng không cô đơn vì bóng tối đã bị đẩy lui và nhường bước cho tình yêu và lòng bao dung của những đúng sáng nhỏ nơi con người nơi nhân loại mỗi khi qua Campuchia thì con cũng dành thời gian để thăm viếng à, thăm viếng có thể là một cái bắt tay hay là một cái nụ cười thì còn nghĩ là cuộc sống của chúng ta dĩ nhiên là đói nghèo chúng ta cần cái ăn cái mặt nhưng à, sâu xa hơn thì người ta cần cái tấm lòng và qua cái hình ảnh cái ngọn đèn được thắp sáng à, cái thắp sáng ở đây không chỉ là một chút dầu mà cho bằng đó là tình yêu của các nữ tu dành cho cái người nghèo này và giúp cho lòng của ông ta ấm lên tình người Thế thì chúng ta cũng này xin mẹ Maria ngày mai lễ trọng Đức mẹ Maria vô những nguyên tội Xin mẹ đến thăm tâm hồn chúng con Xin mẹ đến thăm tâm hồn chúng con à, dọn dẹp giúp chúng con dọn dẹp tâm hồn giúp chúng con và thắp lên trong lòng chúng ta Chúng con một ngọn lửa tình yêu yêu chúa và yêu anh chị em à, Con xin được gửi câu chuyện này cho tất cả quý ông bà và anh chị em cách lên những người yêu mến mẹ Maria. Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội cầu cho chúng con. Vâng. Con xin kính chào cộng đoàn.